Hoan hỉ đón chào quý vị đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tuổi Bính Dần đại diện cho những con người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Quý vị thân mến, trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 chắc chắn gặp được nhiều may mắn. Do có được quý nhân tương trợ nên họ có những thành công rực rỡ trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 là tháng cực kỳ thành công đối với họ, vậy nên những người tuổi Bính Dần 1986 không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình của những người tuổi Dần gặp được thành công và may mắn về con đường tài lộc cỡ nào, xin mời quý vị cùng theo dõi video tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh là Lộ Trung Hỏa, là người có tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh ham học hỏi. Những việc họ đã quyết thì dù như thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm đến được mới thôi. Đã nghiên cứu về vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh, đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ nên thời cắp sách đi học, thành tích học tập của người tuổi này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình, tham gia các hoạt động tập thể. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Dần sinh năm 1986 nhìn chung là ổn định trong tháng này. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái được thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam hay là nữ. Một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ mối quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Kỷ Âm Thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Bính Dần, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận, sự nghiệp có nhiều bước đột phá đáng kể trong tháng 8 âm lịch, thậm chí có thời điểm đến chính bạn cũng phải bất ngờ với những gì mình đã làm được. Đặc biệt, quý nhân vận khá vượng giúp bạn có thể làm đâu thắng đó. Dù khó, cũng sẽ có người nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối để tìm ra lối thoát. Ngoài ra, bạn cũng nên dành nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ của mình và nhớ là luôn giữ thái độ học hỏi, lắng nghe thì mọi việc diễn ra rất hanh thông. Có người còn có nhiều cơ hội để thay đổi công việc, tìm cho mình việc làm phù hợp. Nhìn chung, thời điểm này thích hợp để mưu sự cầu xanh, vận trình không thuận, không có gì đáng lo ngại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thầy tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thầy tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi cho thấy gia chủ cơ hội tốt về tài lộc trong tháng, lợi nhuận kinh doanh tăng lên, dễ được quý nhân giúp đỡ. Đầu tư bất động sản có cơ may thu được lợi nhuận hơn người hoặc hợp tác làm ăn suôn sẻ, dễ kiếm lời. Tuy nhiên, thời điểm có hung tinh chiếu mệnh, làm gì gia chủ cũng phải cẩn trọng, điềm tĩnh và khiêm tốn, vẫn có dấu hiệu hao tài rất mạnh nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, mua sắm dịp cuối năm.
Bạn có thể hung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàm, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình đã làm ra. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân dần ngọ tuất. Vật phẩm sẽ giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Bính Dần trong tháng nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bạn đang duy trì khá tốt lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên thể chất được cải thiện khá rõ. Hãy tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện thân thể này để tăng cường sức đề kháng. Một số nữ mạng Bính Dần có ý định sinh con trong năm nay nên có kế hoạch và lộ trình tập luyện cũng như chăm sóc sức khỏe hợp lý để sớm có tin vui hoặc luôn khỏe mạnh suốt thai kỳ. Sớm mẹ tròn con vuông, các gia chủ tuổi Bính Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này nhân duyên của tuổi Bính Dần vượng sắc hơn, nhưng chủ về tốt cho các mối quan hệ xã hội hơn là tình cảm cá nhân. Con giáp này có cơ hội mở rộng mối quan hệ, quen biết nhiều hơn với nhiều người và thân thiết trong cuộc sống, lại vừa hữu ích cho phát triển, sự nghiệp, tài chính. Tuy nhiên, về tình cảm lứa đôi lại không có đột phá rõ ràng. Có lẽ con giáp này cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới mong thay đổi tình hình hiện tại. Đào hoa vượng cũng không tốt cho lắm cho những người đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có giai đoạn thăng trầm nhất định, nhưng tự chung mọi thứ vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn bao dung và nhường nhịn đối với đối phương. Ngoài ra, con giáp này nên nghiêm cẩn giữ mình, đừng để cảm xúc chi phối, kẻo sa chân vào lưới tình tay ba phức tạp khiến hạnh phúc đổ vỡ. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sử và Tị Thành Kim Cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất và Tý Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức ngày 4 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 8 năm 2022, tức ngày 16 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của mình vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 8 năm 2022, tức ngày 7 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức 19 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Bính Dần 1986 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn.
Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.